lần đầu thấy thì mình quay thôi. Ờ dây diều đây em, cái dây đây dây dứa bình thường đây này. Cho tay vào nó còn giật được nhằng cả luôn. Đây. Diều bé không sợ lắm em ạ. Gió vẫn bình thường này. Sợ tê tay luôn. Anh em nhìn á, tắt phá lát đoạn này nó rung này. Là, nhìn luôn này. Úi. Căng cơ nhỉ. Nè. Thử ra, thử tắt phá lát đi. Hay là có xét. Đây, nó lổ tận đây luôn. Tách cả. Có phải nó giật ở vòng bạc anh nhờ, nhận bạc kìa. Ui, nó giật tính tách, sợ thật. Nhiễm ở đây.